chó đực hạng thi 12 đến 18 tháng. Có 3 thí sinh tham gia. Có 5 thí sinh đăng ký thì 2 thí sinh Hàn Quốc bỏ thi. Số 82 Sát Cha. Chủ nuôi anh Đình Hùng Hải Dương. Ở lứa tuổi 12 đến 18 tháng thì giám khảo bắt đầu phải dùng đến thước đo để đo chiều cao của các chú chó. Con này là 13 tháng. Hello, trotting round, trotting, trotting. Chạy đi. Thí sinh tiếp theo số báo danh 265 Mas Vom Quang Hùng. Chủ nuôi là anh Nguyễn Quang Hùng, Hà Nội. Mas Vom Quang Hùng thì sinh ngày mùng 4 tháng 1 năm 2019. Tròn đến hôm nay là tròn 12 tháng. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Vừa tròn 12 tháng, sang tháng thứ 13. Phía trên và đi ngược lại. Anh đừng gọi. Để anh quay lại. Tôi kiểm tra chân anh gọi làm gì chó đâu không? Có 3 chú chó trong đường dinh ở cấp độ chó. 2 chú chó được xếp hạng very good em, và 1 chú chó còn lại thì là hạng good. Ở đây đầu chú chó chiến thắng number 1 là số báo danh 82, 15 tháng tuổi, chiều cao 66, ngực sâu 32, thể chất tốt, thể lực mức trung bình, chắc khỏe, tỷ lệ tốt, ấn tượng rất tốt, màu mảng và sắc tố lông rất tốt, yếu tố về ấn tượng về giới tính được rất tốt, bờ vai cao và dài, đường lưng chắc chắn, mái mông hơi bị ngắn và hơi dốc một chút. Chiều dài và vị trí của cánh tay đòn trên tốt, góc chân sau tốt, ngực tốt, phần đằng trước của chú chó chuẩn, di chuyển chuẩn. Chú chó thể hiện được sức mạnh và độ vươn ra khi di chuyển. Xin chúc mừng anh số 82. Ở thí sinh đứng hạng 2 là mặc số danh 265, 12 tháng tuổi, chiều cao 64, độ sâu ngực 30. Thể chất mức độ kích cỡ trung bình, thể chất mức độ trung bình, khá là rắn chắc. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều cao tốt, ấn tượng tốt, ấn tượng về giới tính được tốt, bờ vai tốt, đường lưng chắc, hơi ngắn, mái mông hơi ngắn và hơi dốc. Cánh tay đoàn trên dài và hơi bị dốc. Ngực bình thường. Phần từ phía trước của chó đa phần tương đối tốt. Khi mà chú chó di chuyển đi tới thì hơi bị hẹp. Di chuyển trở lại thì chú chó di chuyển chuẩn. Chú chó thể hiện được sức mạnh trên đường dinh, nhưng cần phải là tức là cái độ vươn ra của chiếc chó cần tốt hơn. Máy hết pin mà. Và thí sinh cuối cùng là 266 đặt gút 15 tháng, chiều cao 61, ngực 28, thể chất được, sức khỏe trung bình, khá là tương đối chắc và khỏe. Cái phần thân giữa chú chó hơi dài, ấn tượng tốt, màu vàng, sắc tố lông tốt, ấn tượng với giới tính được tốt, bờ vai tốt, đường lưng tương đối tốt, mái mông hơi ngắn và hơi dốc, cánh tay đòn trên ngắn và hơi dốc, góc chân sau tốt, ngực tốt, phần thân trước của chó chưa chuẩn. Chú chó di chuyển về phía, chú chó đi tới chuẩn. Khi mà chú chó di chuyển lại thì là xu hướng hai chân phía trên có xu hướng bị choãi ra. Trên đường dinh chú chó có xu hướng vươn về phía trước nhưng vẫn còn hơi thiếu một chút về sức mạnh.